hãy dừng ăn ba loại rau này bởi nó là bạc thầy gây ung thư. Ung thư gan là căn bệnh phổ biến cả hai giới, bệnh tiến triển khá âm thầm trong giai đoạn sớm cho nên mọi người thường bỏ lỡ đi cơ hội điều trị tốt nhất. Vì vậy khả năng chữa khỏi và thời gian sống thêm của bệnh nhân ung thư gan không cao. Ung thư gan hay gặp trên nền sơ gan chiếm tỷ lệ lên đến 80%. Các nguyên nhân có thể dẫn đến sơ gan gây ung thư hóa bao gồm sơ gan do rượu bia, sơ gan thứ phát do nhiễm virus viêm gan B virus viêm gan C dẫn đến ung thư tế bào gan sau 20 đến 40 năm. Sơ gan do nhiễm sắt. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định rằng chế độ ăn uống lại đang dần trở thành một nguyên nhân hàng đầu gây ra ung thư gan hiện nay. Các bác sĩ đã cảnh báo rằng hãy dừng ngay việc ăn ba loại rau này, nếu không sẽ là bạc thầy gây ung thư. Thứ nhất là dưa cà muối, Dưa cà muối hay là những món ăn lên men như kim chi đều có thể gây ra ung thư nếu như bạn không biết làm và ăn sao cho đúng. Trong dưa cà muối có một lượng hợp chất nitrotro nhất định có thể gây ra ung thư gan cũng như nhiều tổn hại đến sức khỏe người dùng. Nếu trước khi muối dưa, rau không xử lý bằng cách phơi nắng hoặc là rửa bằng nước nóng, khi muối sẽ sản sinh ra một hàm lượng chất nitrotro nhất định nạp quá nhiều chất này vào cơ thể sẽ khiến cho gan phải thường xuyên thải độc chất này, tác động xấu đến gan, gây ra viêm gan, dơ gan, thậm chí ung thư gan. Hơn nữa trong các đồ ăn lên men này chứa rất là nhiều những vi khuẩn, nếu không bảo quản kỹ và để lên men quá lâu chua, thì sức khỏe của bạn và gia đình nên hạn chế món ăn ung thư này nhé. Thứ hai đó là khoai tây mọc mầm. Hiện nay một số gia đình có thói quen là mua rất là nhiều khoai tây để ngay gầm giường, gầm cầu thang, ăn dần, khiến cho nhiều củ khoai tây bị mọc mầm, ăn vào sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Khoai tây mọc mầm chứa rất nhiều solanai là một chất cực độc. Solanai có thể gây ngộ độc chết người với liều lượng từ 0.2 đến 0.4 trên 1 kg trọng lượng cơ thể. Chúng ta có thể bị ngộ độc sau khi ăn và có các triệu chứng như đau bụng, chóng mặt, buồn nôn ngay cả khi chúng ta loại bỏ các mầm trên củ khoai thì chất gây ung thư này vẫn còn trong khoai. Sau khi ăn, chất này cần được gan phân hủy và sẽ làm tăng gánh nặng cho gan, làm tăng khả năng mắc bệnh ung thư gan. Món thứ ba đó là rau móc. Mọi người thường vứt bỏ những đồ ăn thừa khi chúng bị thiêu, móc. Nhưng mà đối với một số loại rau củ thì lại cho rằng